Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888 -880 quý vị vẫn tiếp tục với chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. thưa quý vị à, tin tức ngày hôm nay người ta đăng nhiều những cái à, tin liên quan đến người cảnh sát trưởng ở quận à, Riverside tên là Chad Pianco lý do đó là viên cảnh sát trưởng này đã xuất hiện ở trong một cái Instagram và nói rằng à, đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải đưa một người đang phạm trọng tội vào trong tòa bạch ốc ừ. có nghĩa là đang ngụ ý rằng là sẽ là ủng hộ cho một cái người phạm tội vào tòa bạch ốc mà ông lại là cảnh sát trưởng của thành phố Riverside thì khi tại sao mà phát biểu cái điều này nó là người ta nhìn thấy ông á là xuất hiện trên Instagram và mặc cái cái bộ đồ cảnh sát và dường như là đang ngồi ở trên cái chiếc xe chiếc xe cảnh sát nữa thì ở trong cái uh, uh, cái cái Instagram đó thì ông nói là lý do mà ông ủng hộ của Tổng thống Donald Trump người vừa mới bị kết 34 cái tội trọng tội đó về liên quan đến việc mà làm giả mạo hồ sơ kinh doanh để che giấu những cái điều xấu ở phía sau đó ông nói rằng là có một cái toàn bộ sự nghiệp của ông trong cuộc đời ông là ông dành cho việc thực thi pháp luật làm sao để mà bắt những kẻ phạm tội bỏ nó vào trong phía sau song sắt nhưng mà ông tin một điều rằng là những chính sách hiện tại của tiểu bang california đã khiến cho cái công việc của ông ngày càng trở nên nó khó khăn hơn và theo như ông á, à, tội phạm ở tiểu bang california thì không chỉ là được à, tha bổng một cách dễ dàng mà còn á, họ không giống như là họ không phải chịu trách nhiệm về những gì mà họ đã thực hiện cho nên ở trong cái video đó ông nói rằng là à, ông dùng cái chữ là mối tình nữa chứ mối tình giữa thống đốc tiểu bang California và các và các cơ quan lập pháp dành cho những cái kẻ tội phạm đó nó dựa trên một cái niềm tin rằng là những cái kẻ nó phạm tội không phải là vì giống như là nó nó không phải nó xấu nó không cần phải chịu trách nhiệm về những cái hành động do chúng gây ra mà nó phạm lỗi là do xã hội hay là nói đúng hơn là do chính chúng ta đã làm cho nó phạm tội đó thì ông nói ở trong cái clip đó như vậy, ông nói rằng là đó là cái lỗi của xã hội, là lỗi của doanh nghiệp, là lỗi của cảnh sát và có thể là lỗi của chính tôi. Thì ông nói trong cái video như vậy và cái cái giọng của ông người ta miêu tả là ông nói rất là mỉa mai rồi ông giống như là ông nhại lại cái giọng của thống đốc Gavin Newsom Cho nên rằng là trong thời gian qua thì thống đốc Governor Sam đã cho cắt giảm rất là nhiều ngân sách dành cho bên cảnh sát, rồi đóng cửa các nhà tù, rồi thả các tù nhân ra sớm. À, rồi nhưng mà trong khi đó đó thì người ta lại nói rằng trong lúc mà nhiều cái nơi bị đóng cửa như vậy thì thật sự cái ngân sách của sở cảnh sát ở quận Riverside lại tăng lên đến hơn 270 triệu đô la kể từ năm 2019, cũng là lúc mà ông Chad này lên nhận nhiệm vụ cảnh sát trưởng có nghĩa là khi mà đưa cái đoạn clip này của ông lên để người ta nói rằng tại sao mà ông là một người mà cảnh sát trưởng mà ông lại có thể có những cái phát biểu như vậy rồi chưa kể ông lại có những cái phát biểu về cái chuyện là à, giống như là thách thức về chủng tộc hoặc là có những cái ý kiến thiên vị ở trong cái vấn đề mà thực thi pháp luật ông nói rằng là à, khi mà chúng ta thả những cái kẻ tội phạm như vậy ra ngoài đó mình còn phải cho chúng thức ăn mình còn phải cho họ nhà ở phải cho tiền cho ma túy cho rượu và ông nói rằng tôi phải thành thật nói rằng là tôi cảm thấy rất là mệt mỏi thì tất cả những điều ông nói ông nói đây là lý do mà tại sao tôi nghĩ rằng cần phải đưa một cái người mà đang bị à, kết án như vậy đó vào ngồi ở vị trí của tòa bạch ốc thì cái clip này của ông cảnh sát trưởng Riverside đưa ra nó đang là tạo nên một cái dư luận, một cái làn sóng người ta tranh luận về nó rất là nhiều. Tại vì ở vị trí của ông thì một cái phát biểu của ông cảnh sát trưởng như vậy thì đáng là vấn đề để mà người ta phải quan tâm và xem xét. Hơn nữa, ông lại là người là có ý định, ông là người của Đảng Cộng hòa và là người đang suy nghĩ đến cái việc là sẽ ra tranh cử cái chức là thống đốc tiểu bang California vào ừ. năm 2026 tức là ở cái kỳ mà bầu giữa bầu cử giữa nhiệm kỳ đó thì chưa biết rằng là đối với lại cái việc mà ông này ông sẽ tuyên bố như vậy cũng như là cái ý định ông sẽ ra tranh cử thì như thế nào chỉ biết rằng là ở trong cái, cái video đó, đó đó ông có nói cái câu là trump twenty twenty baby <laughs> đó là một cái cách, cách kêu gọi của ông, rồi nói là đó um, hãy cứu lấy đất nước này và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. thì đây là cái uh, điều đang đầy tranh cãi ở trên uh, mạng xã hội cũng như là đối với lại những người uh, thực thi pháp luật ở ngay ít nhất là ngay tại tiểu bang California. À, có một cái bản tin uh, có liên quan tới những người đưa thơ đi bộ để mà đưa thơ tới từng nhà đó, à, những nhân viên giao phát thơ. Uh, có những người người ta ngồi trên xe thôi, nhưng mà có những người người ta phải đi bộ, phải đi tới từng nhà một. À, người Việt Nam mình ở xung quanh đây hay là ở gần đây đó cũng có nhiều người làm cái nghề phát thơ lắm, đi đi giao những cái lá thơ như vậy. Thì nói về cái việc mà chó cánh người phát thơ, thì thưa cái vị, năm ngoái nha, 5.800 trường hợp những người phát thơ bị chó cánh. <laughs> Mặc dù là đã có huấn luyện những người phát thơ làm cách nào đó Để cảnh giác trước những cái nhà mà có những con chó Hoặc là nhiều khi cái nhà đó mới nhận nuôi con chó đi nữa Mình cũng phải cần có cái cảnh giác để mình biết được Là khi mình tới thì cái mối nguy hiểm nó như thế nào Thì toàn nước Mỹ nha Đã có khoảng 5, à, 800 trường hợp vào năm ngoái Riêng ở tiểu bang California Vẫn là tiểu bang đứng đầu về số người bị chó cánh Những người phát thơ bị chó cánh lên tới 727 vụ. Và nếu mà đi xuống từng thành phố đó thì Los Angeles là nhiều nhất. Los Angeles đó, trong uh, cái tháng năm 2023 vừa qua đó thì đứng hạng nhất với số vụ là 65 vụ. Sau đó qua tới Houston, Texas 56 vụ, Chicago là 48 vụ, San Luis là 46 vụ rồi từ từ đi xuống nữa. Uh, San Antonio nè, 26 vụ, Sacramento, California 26. Nhưng mà À, theo như à, cái báo cáo của Sở Bưu điện của Hoa Kỳ cho biết đó thì thường thường khi mà một người nhân viên phát thơ mà bị chó cắn đó mà họ phải khai bảo hiểm để về nghỉ ngơi rồi uống thuốc rồi chích ngừa đó. Ngọc là hết con số tưởng tượng nha. Mỗi một người mà được chăm sóc sau khi bị chó cắn cái tiền đó tổng cộng lên tới 65.000 đô la. Wow, 65.000 đô la. Thế thì cái tiền đó có bắt buộc cái người chủ của con chó đó phải bồi thường lại cho biêu điện hay không thì có thể có thể thôi thôi với quý vị họ cho biết rằng là cái vấn đề mà tốn kém khi mà một vụ chó cánh xảy ra đối với là một nhân viên biêu điện thì cái người chủ đó có thể phải chịu trách nhiệm về vấn đề tiền uh, hóa đơn y tế nè tiền uh, mất mất lương bổng khi mà nghỉ làm nè rồi tiền quần áo bị chó cánh rách nè rồi những cái thiệt hại những cái đau đớn những cái khổ sở mà cái người nhân viên đó phải chịu đựng nữa thì nó, nó cũng là một cái, cái số tiền lớn rồi nha thì không biết là nếu mà mình có mua bảo hiểm chó đi thì cái tiền mà trả lại cho bưu điện này có thể khai ra từ cái, cái vấn đề mình mua bảo hiểm con chó hay không nữa nó có được uh, tính vào hay không không biết ừ. nhưng mà họ nói rằng là uh, cũng có thể là sau khi mà nhân viên bưu điện sẽ gửi thơ tới cái nhà đó À, mà có con chó đó thì cũng có thể hỏi họ về vấn đề tiền bảo hiểm của con chó nhưng mà ở đây cho biết rằng là à, thường đó thì những người nhân viên mà giao thơ đó thì họ được huấn luyện là à, có thể là gây ra cái tiếng động khi mà tới gần cái nhà mà có con chó họ có thể làm bộ ho lên vài tiếng rồi có thể kêu lên cái gì đó hay là rung rung cái cửa hàng rào đó thí dụ vậy để mà có con chó mà nó nghe được nó chạy ra và ở đây họ cũng nói thêm rằng nè là không nên nha người chủ nhà mà có con chó là không nên nhờ con của mình nhỏ nhỏ đi ra lấy thơ dùng là tại vì con chó nó có thể nhìn thấy một cái người lớn có thể làm hại tới đứa con nít cho nên nó sẽ gầm gừ lên nó sẽ bảo vệ đứa con nít đó Đó chủ nó mà cho nên cũng có thể nó, nó, nó tấn công cái người giao thơ đó cho nên cái này cũng là cái hay để mình học hỏi là là nếu mà nhà mình có chó mà người nhân viên đưa thơ tới vài lần nha mà thấy nguy hiểm quá đó thì họ sẽ không giao thơ nữa và họ bắt buộc là mình phải mướn một cái hộp thơ để phía ngoài của cái hàng rào cái cây đưa lên là có cái hộp thơ đó thì có thể là họ sẽ bỏ thơ vào đó chứ không đi vào nhà bỏ thơ nữa cho nên quý vị nào mà nhà có chó thì mình cũng nên giúp cho những nhân viên biểu điện một cách dễ dàng công việc của họ hơn là tới cái giờ nào mà mình nghĩ rằng là cái nhân viên biểu điện hay tới đó xích con chó nó lại hay nhốt nó trong cái phòng nào đó đi đó thì nó an toàn hơn cho những người làm việc chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương, thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Bosa Phone Service 9319 Bosa Avenue Westminster CA 92683 tọa lạc tại trung tâm Little Sài Gòn cạnh bưu điện Bosa. Chúng tôi chuyên mua bán sửa chữa các loại iPhone, iPad, MacBook và Samsung ép kiến thay mới các loại smartphone uy tín, tận tâm, phi ultimate. đặc biệt chúng tôi bán các loại phone giá rẻ nhất vùng gọi 714 548 495 5486-495